Ok xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony Thì trước mặt các bạn đây là một quét kiếm đồng Ruber Và cái con quét này thì chắc là quá, nói quá quen thuộc thì cũng không phải Bởi vì có tương đối là nhiều bạn mới và với những cái lời phàn nàn của các bạn mới là, là Mình nói những cái quét này mình nói tương đối là nhanh Và thực ra ấy, những cái con quét này mình đã nói đi nói lại rất là nhiều mà mình nói không nhanh ấy thì các bạn cũ các bạn ấy sẽ chửi xong mày nói nhiều thế còn <laughs> các bạn mới thì lại sẽ không hiểu gì thế là mình phải xin thông cảm rằng là những cái web như kiểu này này à, nó là những web mà các bạn không cần đầu tư vẫn rút được tiền này Và cũng với nó web mới ra thì mình sẽ nói hơi cơ bản một chút cộng với thêm nữa là nếu như đoạn nào mình nói quá nhanh thì các bạn mới thì lên xem lại những clip khác vì những clip như này mình nói rất là nhiều À, và cuối tuần thì có những cái buổi livestream rút tiền để hỗ trợ các bạn để cho các bạn xem là web có rút được tiền hay không cũng như là trả lời câu hỏi cho các bạn thì các bạn cũng nên nhớ xem thì như thế nó sẽ dễ hiểu hơn ở chỗ một đoạn là mình nói như này thì uh, rất là khó khăn <laughs> rất là khó cho mình kiểu như là đứng giữa hai tầng lớp nó rất là khó khăn ok thì về cái này thì giao diện của nó là Ice Money thì với cái con này thì chắc là các bạn cũng quá quen thuộc rồi vì nó từ đợt trước cơ Nhưng mà đợt trước thì tí nữa mình sẽ đi về phân tích sau vì khi vào web có ví dụ rồi thế này thế nọ nhiều thì mình sẽ phân tích cho các bạn nó dễ hơn à, uh, Web mới ra không ngày Ok chúng ta cùng nhau đi xem web như nào nhé <laughs> ok thì đây là tổng quan của web vẫn như mọi khi vẫn có đầy đủ chứng chỉ sen vẫn như các kiểu và con web này nhìn thì có uh, giống như cái trước đây nó có giao diện giống hệt không có gì khác cả chẳng qua là sau, uh, về sau này thì nó mới sở chứng thôi chứ còn về ở thời điểm hiện tại thì hiện tại nó giống hệt không có gì khác cả ok mình sẽ ấn đăng ký cho các bạn con này nó giống đến mức mà khi kích vào nó nhận ra mình ta mình sẽ đổi mật khẩu mỗi ngày mình sẽ đổi một loại mật khẩu khác nhau không ông nào biết tôi để mật khẩu gì ok bây giờ chúng ta tiến hành đăng nhập à, quyết quên nhầm nhầm đêm mèo 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 cơ Ok, đây update password này. Đấy, tôi đổi mật khẩu mà tôi ra tôi phải up password mới. <laughs> ok thì đây, như mọi khi, đây là tổng quan web của các bạn. Đấy, phần này mình nói cơ bản trước. Ở đây là tổng quan này, đầu mua hàng của bạn đầu ra. Đây mình sẽ giới thiệu ba cái tài khoản này với đầu mua hàng là những các bạn có thể mua vật phẩm ở trong cái web này và đầu ra là phần bạn có thể tiến hành rút tiền về ví víper nếu như bạn nào mà không viết về ví víper thì nhớ xem link ở phần mô tả bên dưới để hướng dẫn tạo ví cơ bản để mà tiến hành rút tiền về tài khoản việt nam rồi lòng hoàng linh tinh ok doanh thu giới thiệu đây là những khi các bạn mời bạn bè thì ở đây có đây là nhân vật là những cái vật phẩm mà bạn đã được có trong game hiện tại nó đã tặng cho mình một con trong game ok kích vào đây là mua nhân vật thì đương nhiên bước đầu tiên ở nó thì bao giờ cũng là mua nhân vật các bạn có thể nhìn tới đây 28 phần trăm mỗi tháng tương đối là ít cũng không phải nhiều với giá là 10 xu tương đương 10 ruble nó tặng bạn 10 ruble ở đoạn này mình muốn phân tích cho các bạn là mà lâng uh, uh, lưng cao hơn một chút thì có nghĩa là các bạn đã có 10 ruble rồi thì các bạn có thể đầu tư 10 ruble vào đây và mua một con thì các bạn có thể lưng lên uh, 28 mấy lại đi là đi uh, cộng với lại uh, 28 phần trăm nữa thì chúng ta sẽ có 56 phần trăm ở đâu Ờ ừ, đúng rồi, <laughs> đúng rồi chúng ta sẽ có 56% một tháng Thế vậy có nghĩa là trong vòng một tháng, khoảng 2 tháng thì các bạn sẽ hoàn lại 10 ruble của anh em nếu như đầu tư Còn chưa kể là kính, tính thêm thu nhập ở phần quảng cáo nữa cơ Thì chắc chắn là nếu như đầu tư 10 ruble thì các bạn chắc chắn sẽ hoàn lại vốn và cộng với cũng có lãi một chút chút Nó khá tương thích, nó nói chung là về mức độ an toàn thì có lẽ an toàn đến 80% đối với những bạn mà đầu tư ở mức độ nhỏ và chơi miễn phí ở con này thì tương đối là an toàn gần như là an toàn còn nếu như các bạn đầu tư lớn thì nó lại là một câu chuyện khác à, ở đây là 50 hay 10 nghìn là 100, 100 ruble rồi đầu tư lớn thì nó lại là một chuyện khác thực ra về con giao diện con quét này đã từng gặp rất nhiều rồi đâm ra cũng không khuyên các bạn đầu tư lớn ở trên con này à, anh em cứ tà tà mà chơi thôi ở con này thì mình khuyên là các bạn mới chơi thì nên chơi hoặc là các bạn có 10 ru thì đầu tư 10 ru để chơi ở mức tầm nhỏ thôi không nên chơi quá cao ok chỗ này phần này chúng ta sẽ có phần thu lợi nhuận uh -huh. thì đây các bạn có thể nhìn thấy đây là số phần xu của mình đang chạy là do con này là thu nhập bằng hai này đấy chỉ ấn vào đây thu lợi nhuận thì cái này thì sau này tiến hành rút tiền thì các bạn có thể nhìn thấy kỹ kỹ càng hơn ở cái đoạn này mình sẽ thu lợi nhuận của nó ok thế này phần rút tiền phần quan trọng đối với phần rút tiền thì đương nhiên các bạn nhìn này nó sẽ không yêu cầu các bạn phải đầu tư bất cứ một cái gì cả và vẫn cho bạn rút tiền hệ thống thanh toán thì vẫn quen thuộc nhưng mà đa phần là hỗ trợ ở nga mình cũng không thích cái hệ thống thanh toán này lắm bởi vì nó không có hỗ trợ quá nhiều ok chúng ta ấn vào phần cài đặt ở phần này trước khi rút tiền thì các bạn cần phải điền cho mình mã số 4 con số bắt buộc ở đây thì các bạn mới tiến hành rút tiền được ấn vào cài đặt đây ok xong Đấy. quay lại phần rút tiền mình sẽ giải thích ở đoạn này ok sau khi cài đặt xong thì bạn ấn vào đây ví thanh toán và ví payeer các bạn để vào đây cho mình copy này đấy điền vào đây đấy sau này nó sẽ hiện số tiền xu rút đây là số này à, hiện tại chưa có gì thì sau này tiến hành rút tiền thì mình sẽ rõ ràng hơn ở cái đoạn này nhá thì ở thời điểm hiện tại nó đang không bắt à, không, không bắt các bạn đầu tư vẫn rút được tiền nó là thời điểm hiện tại thôi và cái quét đợt trước thì thời điểm hiện tại nó cũng tương tự như vậy à, cũng không khác gì cả nhưng về sau này con này nó dở trứng rất là kinh khủng có nghĩa là cái lượng nó cho của bạn mới nó nhiều hơn quét chạy nhanh hơn tiền vào nhiều hơn nhưng mà nó yêu cầu là các bạn đầu tư vào thì khi đầu tư vào thì nó sẽ không rút được tiền đâm ra nếu như mà con này một khoảng thời gian nữa mà nó yêu cầu các bạn đầu tư thì các bạn lưu ý rằng nếu như nó yêu cầu đầu tư thì chúng ta không nên đầu tư ở trong quét này bởi vì tương lai uh, hiện tại thì nó không yêu cầu bạn đầu tư nhưng mà tương lai thì mình không dám nói đâm ra uh, tương lai thì có thể nó sẽ bắt bạn đầu tư hoặc có thể không cái đấy thì mình không dám nói nhưng mà uh, về cơ bản thì nếu như nó bắt đầu tư thì chúng ta sẽ không đầu tư nữa và chúng ta có thể bỏ web về vì những web này mình sẽ giới thiệu rất là nhiều để cho các bạn uh, kiếm được thêm chút ít uhm, bởi vì cái web này nó sinh ra để nhằm tới hướng tới là những cái bạn uh, thực ra thì mục tiêu của nó hướng tới là để kiếm được nhiều tiền từ lãi suất thôi nhưng mà uh, những cái web này mình giới thiệu thì nó cũng là mục tiêu hướng tới cho những bạn mới chơi để mà các bạn có thể tiếp cận được có thêm đồng rubber thêm 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 để chúng ta tiến đến bước cao hơn ok phần tiếp theo là phần nạp tiền vẫn như mọi khi ở chỗ này chúng ta đầu tư tí nữa mình sẽ đầu tư cho các bạn uh, đây hoặc là mình sẽ đây tiền thưởng đầu tiên là cộng 10% uh, vậy là mình đầu tư khoảng độ uh, thôi mình cứ vứt vào khoảng 50 ru đi cũng chả làm gì cả mình sẽ đầu tư 50 ru vào uh, cho các bạn để mua thêm con kia đối với mình 50 ru nó không thành một vấn đề đây đây mình sẽ đầu tư cho anh em xem thực ra đầu tư như thế này là tương đối là mạo hiểm ở trên con web này mình không thích đầu tư ở trên con này đâu nhưng mà mình vẫn cứ đầu tư để cho anh em xem chứ còn ở cái web này thì về cơ bản mình cũng chơi nhiều rồi thể loại này mình cũng chơi nhiều rồi nó tương đối là mạo hiểm đấy không phải là ít không phải đơn giản đâu mua nhân vật này đấy mình sẽ mua con này, này. đấy đấy các bạn có thể nhìn thấy mình còn 500 đồng thì sau này mình giết các thứ thì mình sẽ đủ 1 nghìn để mua tiếp con này nữa mình đã có một con này và để chạy rồi thì cuối tuần mình luôn luôn có thể gi uh, giới thiệu cho bạn ok chúng ta ấn vào tiền thưởng hàng ngày thì khi có tên thưởng tiền thưởng hàng ngày bạn để nhận tiền thưởng này. Đấy. Ok, mình có 512 rồi đấy, sau dần dần mình có thêm tiền nữa mình sẽ đầu tư thêm để mua thêm một con 10 đồng nữa thế là ấm để chạy là vừa. Ok, phần này phần nước sóng. Đây, anh em có thể tăng thêm thu nhập ở đoạn này, đây ấn vào đây. Uh, rất nhiều web mình giới thiệu cho các bạn về tính năng về quảng cáo này của nó rồi Thế các bạn có thể kết hợp với các web khác mà ở trên kênh mình có giới thiệu cho các bạn để mà tăng thêm thu nhập ở cái đoạn này nó là một đoạn, đoạn tăng thêm thu nhập rất tốt cho những bạn mới và an toàn cho các bạn mới cơ ok ừ. Đây các bạn có thể kích quảng cáo này Đấy. sau đó thì uh, tiến hành uh, khi nào có này thì tiến hành rút tiền thôi không có gì là khó khăn cả cái này easy và các bạn để ý chỗ phần cửa sổ hoạt động này thì các bạn phải mở liên tục còn những cái thằng như này là những cái thằng như kiểu mình này các bạn không cần mở liên tục nó vẫn cứ chạy nhé thì các bạn có thể kết hợp với những web khác thì mình giới thiệu tương đối là nhiều ok đây của mình sẽ ấn vào phần hồ sơ của tôi đây các bạn có thể nhìn thấy xu là tiến hành lên rồi khi kích quảng cáo là các bạn có thể rút được tiền đấy nó phù hợp với tất cả các anh em mới chơi ok link web thì mình sẽ để phần mô tả bên dưới để cho các bạn đăng ký lưu ý nhé à, những cái web này thì thường là dành cho các bạn mới chơi mà các bạn mới chơi mà nghe không hiểu thì nhớ là xem lại thêm những clip khác mình giới thiệu vì mình giới thiệu những cái thể loại web này rất là nhiều ok còn cảm nghĩ của tất cả các bạn sao về web có thể comment ở phần mô tả bên dưới uh, web mới ra nhưng mà mọi thứ thì uh, quá quen thuộc uh, không có gì là lạ lẫm cả đấy tuy rằng nó là mới ra nhưng mọi thứ là quá quen thuộc ok cảm ơn tất cả các bạn Nyan sa